How to make the success grow more fast? Làm thế nào để mà biến cái sự thành công của mình nó nhanh hơn, nhanh nhiều hơn? At that time, our company is $1 million. Lúc thời điểm đó là cái công ty là $1 triệu. Then I ask him. Và tôi hỏi thầy của mình. How to grow more fast? How to grow more fast? Làm thế nào mà mình có thể phát triển công ty này nhanh hơn nữa? He said, "Oh, he taught me a special meditation." Và thầy của tôi đã dạy cho tôi một cái bài thiền đặc biệt. It's not a religious meditation. Nó không có liên quan gì đến kinh doanh cả. It's like anybody can do. Cái loại thiền này là ai cũng có thể làm. We teach it in many countries. Và chúng tôi đã dạy cái bài thiền này ở nhiều nơi trên thế giới. In Malaysia, everyone Muslim. Ở Mã Lai nè, mọi người đến nè. In Mexico, everyone Christian. Và những người công giáo ở bên Mexico. In Israel, everybody Jewish. Và ở Israel, mọi người cũng đến. In India, everybody Hindu. Và những người Hindu ở Ấn Độ cũng tham dự. Everybody can do this meditation. Bất kỳ một tôn giáo nào cũng có thể thực hành cái bài thiền so này. We will sit and do together. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi xuống để thiền. Okay. So, first thing we call statue. Đầu tiên chúng ta nói về bức tượng. Statue means to sit like a statue. Bức tượng ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ ngồi giống như một bức tượng vậy, bất động. Like you are made of stone. Giống như là bạn được tạo ra bằng bạn là bằng tảng đá. Okay. And I'm checking each country. Và tôi kiểm tra ở mỗi quốc gia đó. Which country is most quiet meditation? Coi cái đất nước nào mà họ ngồi thiền mà có thể tĩnh lặng nhất á. I always make recording. Và tôi ready. Chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Yeah, you guys, super quiet. Các bạn rất là yên lặng ha, siêu yên lặng. Okay, I'm going to check. Okay, ready? Tôi sẽ kiểm tra các bạn đấy. Sẵn sàng chưa? Close our eyes. Rồi, bây giờ chúng ta hãy nhắm mắt lại. And please sit like statue. Và chúng ta hãy ngồi tĩnh lặng như một tảng đá. If the fly land on your nose. Nếu có con ruồi nó bay qua cái mũi của bạn á. Don't move. Thì cũng không được chuyển động. Here we go. Bây giờ chúng ta bắt đầu. I will count 10 breaths. Tôi sẽ đếm với 10 cái hơi thở. Please sit like a statue. Hãy ngồi yên như một tảng đá. Okay, here we go. Chúng ta bắt đầu. I'll say 1. 1 2 2 3 3 10 breaths. 10 cái hơi thở. Okay, open eyes. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Good job. Các bạn đã làm tốt lắm. Now we're gonna do another 10 breaths. Bây giờ chúng ta sẽ làm thực hành phần tiếp theo là 10 phút. And this time. Và lần này. Please see your mother is sitting in front of you. Chúng ta hãy hình dung mẹ của mình đang ngồi trước mặt mình. Okay, so when you close your eyes. Và khi bạn nhắm mắt lại. Think that your mom is sitting in front of you. Thì chúng ta nghĩ đến người mẹ của mình và hình dung mẹ đang ngồi trước mặt của mình. My mom passed away many years ago. Mẹ của tôi đã qua đời cách đây nhiều năm. But I can remember. Nhưng tôi có thể nhớ. So I'm going to do 10 breaths.
Thì khi bạn thở hơi thở 10 phút 10 cái hơi thở. And we will close our eyes. Và chúng ta nhắm mắt lại. And just relax. Và chúng ta hãy thư giãn. And your mom is sitting in front of you. Và mẹ của bạn ngồi mặt trước mặt bạn. Okay. Here we go. Và chúng ta bắt đầu. Very quiet. Tĩnh lặng. 1 1 2 2 3 3 Here comes mom. Và người mẹ bắt đầu xuất hiện. Open your eyes. Và chúng ta hãy mở mắt ra. Third step. Ba, bước thứ ba. We are going to bring mom again in front of us. À, chúng ta chọn lựa ha, mình mời mẹ mình xuất hiện một lần nữa. And I want you to think gratitude. Và tôi muốn các bạn hãy nghĩ đến lòng biết ơn. And thank you, mom. Hãy cảm ơn mẹ của mình. Some American people. À, một số người Mỹ. They said strange thing to me. Họ nói những cái điều rất là lạ đối với tôi. I don't like my mom. Tôi không thích mẹ của mình. We are fighting sometimes. Và chúng tôi cãi nhau suốt cả ngày. And I don't feel gratitude for her. Và tôi không có cảm thấy biết ơn mẹ của mình. Listen. Hãy nghe nè. She carried you for 9 months. Mẹ của bạn đã mang thai bạn 9 tháng lận. She know when you are born, maybe she will die. À, bà có thể biết được rằng là khi bà sinh bạn ra đó bà có thể chết. Still she want to have you. Nhưng mà bà vẫn muốn có bạn. She count your life more important than her life. Bởi vì bà nghĩ rằng á, cái sinh mạng của bạn á, quan trọng hơn sinh mạng của bà. Doesn't matter your mom was a nice person. À, thì dù cho mẹ của bạn có phải là một người tử tế hay là không. Your mom was yell at you. Có thể là mẹ bạn la hét bạn suốt cả ngày. Doesn't matter. Điều đó không quan trọng. She risked her life to give you life. À, bởi vì bà đã hy sinh cái sinh mạng của mình đấy. Để có được bạn. She taught you to talk. À, bà, mẹ bạn đã dạy cho bạn nói. How to wear clothes. Làm thế nào để mặc quần áo. I'll tell you a story. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. I was teaching in Mongolia. À, tôi dạy ở một cái nơi ở Mông Cổ. Big stadium. À, đó, ở trong một cái sân vận động rất là lớn. Many thousand people. Hàng ngàn người ở đó. And after the talk. Và tôi đã có một cái bài nói chuyện. We are walking home to the hotel. Và chúng tôi đi bộ về nhà. And I saw the street open, the sewer lid. There's a special cover for the poo-poo, for the sewer. À, thì ở đó nó có một cái giống như là cái chỗ mà toilet á, một cái tổ nắp đậy. Then it's kind of dark. Và tôi đã đứng nhìn nó đó. I cannot see. Tôi không thể nhìn thấy. The street open like that. À, cái con đường nó mở ra như vậy. Then an animal came up. Và có một người đã xuất Then hiện. Come at me, và know. Tiến lại gần tôi. Then my friend grabbed me. Và người bạn của tôi đã chụp tôi He lại. Said, Look. Và nhìn Then an animal go by. À, lúc đó là một con vật đó, nó chạy qua. Then he said, Be careful. À, anh ấy nói rằng hãy cẩn thận. They will bite you. Nó có thể cắn bà anh. Then I said, What kind of animal? À, tôi mới hỏi, ủa con vật gì vậy? He said, no, not animal. À, không phải là một con vật. It's a kid.
Đó là một đứa trẻ. Human kid. Nó là một đứa trẻ, là một đứa con người, một con người. Why he come from under the street? Tại sao đứa bé đó nó lại chui từ cái ống cống lên? Oh, these are kids with no parents. Bởi vì những cái đứa trẻ này nó không có cha mẹ. No mom, no dad. Không có cha, không có mẹ. No place to stay. Không có nơi nào để ở cả. Then Mongolia, very cold place. Và cái ở Mông Cổ là một cái nơi đất nước rất là lạnh. They don't have house. Mấy đứa trẻ này nó không có nhà. They live under the street. Thành ra nó phải sống ở dưới lòng đất. In the poop place. Ở nơi mà người ta rác thải vệ sinh. It's a little bit warm. Ở đó nó ấm hơn. They don't wear clothes. Nó không có mặc áo quần. They don't speak language. Nó không có nói những cái ngôn ngữ. They are like wild animals. Nó giống như là những con thú hoang dại vậy. Then I was so scared. I said, lúc đó tôi rất là sợ, tôi cảm thấy sợ. Wow. Then I thought about it. Và tôi suy nghĩ về điều này. If you and I, if we don't have mom. Thành ra là nếu mà trong cuộc đời của chúng ta không có mẹ đó. If we don't have father. Nếu chúng ta không có cha đó. We will be like that. Thì chúng ta sẽ trở thành những đứa trẻ đường phố như thế. Don't know how to talk. Chúng ta không biết cách nói chuyện. Don't wear clothes. Và chúng ta cũng không có mặc quần áo. If you want something, bite. Thì nếu mà có ai cắn mình thì mình sẽ cắn lại. Steal the thing. Và mình đi ăn cắp. Then I was thinking. Và tôi đã suy nghĩ. Who taught me not to be animal? Thì ai đã dạy cho tôi để không trở thành một con vật, một con súc vật? Who taught me to wear the clothes? Ai đã dạy cho tôi cái cách mặc quần áo? Who taught me to talk? Ai đã dạy cho tôi nói chuyện? Who taught me not to bite the people I don't like? Ai đã dạy cho tôi là không được cắn người khác dù cho dù mình không thích người đó? It's my mom. Đó là mẹ của tôi. And my dad. Và cha của tôi. Later we helped to start a charity there. We helped to start a organization to help those children. Thì chúng ta bắt đầu có những cái phần được giáo dục nè. But listen. Nhưng mà hãy nghe nè. If you don't have mom. Nếu bạn không có mẹ. If you don't have dad. Nếu bạn không có cha. Then you will be animal. Và bạn sẽ trở thành giống như những con vật vậy. You don't know how to talk. Bạn sẽ không có biết cách nói chuyện. You have no hesitation to bite the people you don't like. Và bạn sẽ không có ngần ngại để cắn người khác khi mà bạn không thích cái người đó. Then I thought, oh my, I'm so lucky. Và lúc đó tôi nghĩ là mình thật là may mắn. I have my mom. Tôi có mẹ. So in this next meditation. Và ở trong cái bài thiền này. We're gonna see. You have the next slide, Cindy. You see this water? Và các bạn nhìn thấy nước ở đây không ạ? Cái thác nước. So here's the plan. Thì đây là cái kế hoạch. We're gonna meditate. Chúng ta sẽ thiền định. And I don't care what's your religion. Tôi cũng không quan tâm đến cái tôn giáo của bạn. Everybody has mom. Ai cũng có mẹ cả. This is the same for everybody. Đây là một cái điều rất là tự nhiên đối với mọi người đúng không ạ? Then this meditation is thanking our mom. Thì cái bài thiền này là chúng ta cảm ơn mẹ của mình, tri ân mẹ của mình. And it's very powerful. Và nó rất là quyền năng. Okay, so from your heart. Và trong trái tim của bạn. To the mom's heart. Đi đến trái tim của mẹ bạn. Goes a crystal water. Nó có một cái giống như là có một cái ánh sáng của tinh thể. It's a thank you. Đó là một cái sự cảm ơn. Without talking. Mà không cần có lời nói. Yeah. So we're gonna close our eyes again. Và chúng ta hãy nhắm mắt lại một lần nữa. Mom gonna sit in front of us. Mẹ ngồi trước mặt mình. Then send the crystal water. Và chúng ta hãy cho những cái nước mà nó trong như thủy tinh á. From your heart to mom's heart. Và chúng ta hãy đổ cái nước mà trong như thủy tinh đó từ trái tim của mình sang trái tim của mẹ. This is thank you, mom. Rồi đây là cái cách mà mình cảm ơn mẹ của mình. Thank you for risking your life to give me life. Cảm ơn mẹ đã hy sinh, đã chấp nhận cái rủi ro về cái mạng sống của mẹ để sinh ra mình. Thank you teaching me how to talk. Cảm ơn mẹ đã dạy cho con nói. Thank you teaching me how to wear clothes. Cảm ơn mẹ đã dạy cho con cách mặc quần áo. Thank you sending me to school. Cảm ơn mẹ đã đưa đón con đi học. Thank you worry about my food for 10-20 years. Cảm ơn mẹ đã lo lắng về cái phần ăn uống của con trong 10-20 năm. Okay, ready? Rồi chúng ta sẵn sàng chứ ạ? Clear water from the heart to the heart. Hãy cảm nhận ra nước đi từ trái tim của mình sang trái tim của mẹ mình. One,
Một, two, hai, three, ba. Clear water. Nước trong suốt. Open eyes. Tốt lắm, mở mắt ra. Say, Jesus, do you have Mr. Franklin?